nó trả lại. Nó cười nữa cơ mày ạ. Nhưng mà chẳng mấy ai nhìn thấy người lạ cũng thớ làm thợ cả sáu. Có ai thấy chú hồi thằng đâu? Cô. Sao? Đúng không? Bởi vì thế nhỉ? Con vịt nó không bị giật mình luôn cả. Đúng rồi. Nó không phải phản ứng. Lúc nãy có mấy con vịt nên ra quả quả. Xe lên đón kìa.